Lâu và hay cho tôi cảm ơn cho một lần nữa cho tôi một lần nữa tôi vào đây. Ok, hôm nay mình sẽ chơi, mình sẽ lập một series mới mang tên là Tôi và Bạn Tôi. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm một cái tựa game Lake Lobo mới ra cực hay trên Roblox nha. Ok, giờ video bắt đầu, let's go. Ok, trước tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người những code của game này nha. Thì code mình sẽ để lên màn hình hết đó. Ok, thì bây giờ là gì? Cái đợt đầu tiên mà khi dập code đầu game này là mọi người nhìn để hướng mà Daily Daily Reward này nè. Xong rồi đi thẳng qua hướng này. Ok, thì cái này là tháp mà lấy sách nha. Khi mọi người nhập code thì mình sẽ được đúng rồi, quên chứ, nhà có ở đây nha, nhà có ở đây nè. Ông có vợ lên tấn nha, chấm hỏi nè. Vô đây nói chuyện với vô thì lấy sách nha. Ok, thì mình thấy game này hay, mình thấy là mình đánh với kèo game này tại vì đồ quả chiêu nó khá là đẹp. Nào thử xài đối chiêu Z nè, thấy không, nhìn là biết là uy tín rồi, ai kia đâu có hàng lên nhìn đâu. Phải luôn. Đâu mình thử mới xài chiêu mày, mình xài thử cái cuốn mà đen đen mày rất rách mày ơi. Trời, chỉ được có hai ba đường. Mày có hình dạng không? Mày có hình dạng không? Mày có hình dạng không? Đúng rồi, với lại game này nó được cái là nó thêm cái tính năng mà tắt BB lên. Muốn bật hoặc muốn tắt tắt rồi. Mấy thằng tôi Có sức hả? tuổi có mà setting á, vô phần setting xong rồi disable và BB rồi Rồi. quá em luôn. Mà game này là game một trong những game mà Black Clover mới ra nên là game này nó chưa có phát triển nhiều về lối chơi đó, là game này ngoài việc farm ra thì không có làm gì khác nữa, là chơi hơi chán. Ê tiếng tao dọn, tao coi mà lực của mày thôi. Trời ơi đen thui luôn mày ơi, đen thui luôn. À đúng rồi, cái mũ ma lực, mình mua cái giỏ ma lực này là bên đằng sau cái chỗ này nè. Ra đây nha, ra đằng sau chỗ này nè. Đây là có con ABC, nó sẽ bán cái giỏ ma lực này. Cái này là nó sẽ coi theo cái điểm mà nâng mana. Điểm nâng mana càng cao thì là cái aura này nó sẽ dày đặc hơn. Muốn bật cái này là ấn nút L nha. Muốn mua con này thì là tổng cộng hết 5.000. Đúng rồi, còn chỗ bài nữa. À đúng rồi, trong này là một số cuốn sách á, thì mình sẽ có sẵn chữ bài luôn, không cần học. Ví dụ như là cuốn gió của mình à, với cuốn anti-matic nhớ vô group để nhận daily à. Cái này quan trọng á, từ cái chỗ Cuốn swap này đi cuốn thẳng nội qua sĩ đây. thì có bài, Mày làm gì bay được, cuốn nội sĩ thì mày có bài. cuốn nào sẽ đi bay anh. Magic Sword có bay không? Cái gì Cái ông thằng đâu nữa có mới ra luôn. Cái nhà thờ này là dùng để cất sách, dùng để kiểu mình quay được cái sách để nó bỏ vô đây à. Cuốn này không có xịn thì thôi lấy cuốn quên ra lại, thấy không? Nhà thờ này là dùng để cất sách nha, chứ đừng có như ai kia không biết cách cất sách. Đi từ hướng nhà thờ qua bên đây, chỗ này nè, chỗ này nè. Ủa phải không ta? À lộn đường, lộn đường, lộn đường. Đi đây, đi đây. Tiếng ơi tao lộn đường, tiếng ơi. Cứu chén, cứu chén. Tao cũng lạc mà. Ủa à, đi sau lưng nhà thờ. Ủa đâu phải, à đây đây đây, từ hướng nhà thờ đi chém vào đây, vô chỗ này em xin. Tổng cộng là mua cái chổi là mất 2.000, mà bên trong này thường là nó chỉ mấy con NPC như vậy á, là sẽ nó sẽ cho mình cái nhiệm vụ của mình làm. Nhiệm vụ lấy cái chổi dễ không tí? Dễ học phát luôn. Ủa phải ăn luôn.
Dễ dữ rồi. Tao không có chỗ để lấy nữa. Tao bay không à? Ôi Đúng rồi. Video mình tới đây cũng đang hết rồi. Nếu mọi người thấy hay, hãy để lại cho mình một like, một share và subscribe nhé. Đừng quên nhấn vào cái chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình nha. Dạ thì ba.